Hi, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Thế Giới Game Mobile nha. Thì hôm nay đến với kênh Thế Giới Game Mobile á, mình sẽ cập nhật cho các bạn cái phiên bản hack menu của game Zuba nha các bạn. Thì cái game này nó thể loại là nó sinh tồn cũng như là Free Fire đồ vậy. Nó tựa tựa vậy. Thì các bạn, nhiệm vụ các bạn là các bạn sẽ xuất hiện trong một cái khu rừng đó, và bắt buộc các bạn phải tiêu diệt địch để sinh tồn. Người mà tồn tại cuối cùng đó là người thắng cuộc ha. Thì cái phiên bản này đã được hack camsa, là camsa tùy chỉnh, các bạn có thể kéo ra kéo vô tùy chỉnh, và hack thêm một cái nữa là hack nhìn thấy nhân vật ở trong cỏ đó. Còn hack mà các bạn có thể bắn dưới nước được á, các bạn đi dưới nước được mà các bạn bắn được á, thì cái chức năng đó thì vẫn có, nhưng mà khuyên là không nên dùng ha, vì có thể khóa ạc nha. Rồi, còn các bạn nào mà muốn tải nhiều ứng dụng hơn nữa thì các bạn hãy vào Telegram của mình nha. Thì mình để link ở dưới phần comment đó. Các bạn tham gia Telegram thì có rất là nhiều ứng dụng hấp dẫn được cập nhật hàng ngày cho các bạn, nó nhiều hơn những gì đăng trên YouTube. Các bạn có thể tải về. Rồi, chúc các bạn có một buổi chơi game thật là vui vẻ trên kênh mình nha. We'll be right back.